Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô phôi bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nào đang xem cái mắt lên trên để ủng hộ em cô chú anh chị. Rồi cái cây đầu tiên là mã số C40. C40. Cái cây giấy thì cái da của nó hơi bị mỏng rồi, có thể chì cày vậy nha. Hoành của nó là 17, chiều cao là 39. Mấy cái chòi này nữa em chỉ hơi ngắn lại xíu nha anh chị. Cái này có thể bị dập gãy lúc vận chuyển, cây phôi em chỉ ốp giấy thôi ha. Rồi cây C40 này 350 đến 3 xíu. C41. Này nó có cái sẹo chỗ này là lâu rồi ha. C41 nha anh chị. Hoành nó 17, chiều cao là 30. Rồi C41 250 thôi em bao ship. C42. Chòi non này là em ốp giấy có thể bị giặt ha. Hoành nó 15, chiều cao là 39. Nè anh chị, nó bị chạy nhau rồi nè. Rồi mã số C42 350 em bao ship. C43. Giấy Mỹ nha anh chị, hoành nó 19, chiều cao là 37. Rồi C43 300.000. C44. Hoành nó 15, cao là 46, này chạy lâu rồi. Mã số C44 300.000 ba ship. C47 dán bay luôn đây. C45. C45 dán bay luôn nha anh chị. Hoành 17, chiều dài của thân này là 31. Cái này nữa cắt bỏ thì gãy nhánh này. Rồi C45 300.000. Trời nâu sẽ bị dập gãy khi em vận chuyển nha anh chị. Này C46. Này nó bị chạy đây nè. Chồm chạy nè. Hoành nó 19, chiều cao 31. Cái dây này dễ sống lắm anh chị. Em mũ sẵn rồi. C46 300.000. C47. Đây chạy nè xíu. Nhấn nhỏ thì chạy. Đây là chạy lâu rồi nha anh chị. Chạy lâu rồi. Này đục cái nhánh cũ. Này là cái nhánh cũ nha. Hoành đây 23, đo đi. Chiều cao 31 là em đo vòng qua đây á. Đây. Rồi, C47 này 250 thôi em bao ship. C48. C48 nha anh chị. Này nó bị chạy đây. Đây chạy. Cái này có bị chạy ha. Hoành nó là 15, chiều cao nó là 39. Nên nó có chạy trên đây xíu nè chị. C48 250 3 ship. C49. Hoành nó là 12,5, chiều cao 40. C49 250 3 ship. C50. Chạy chạy xíu ngoài này nha. Mấy trên đây là nó chạy lâu rồi nha anh chị. Hoành nó là 15, chiều cao là 35. C50 300.000. C51. Anh chị chạy nè. Tay nó sẽ không à, chạy ha. Không đế nhỏ này nó bị chạy nhiều. Hoành nó 13, chiều cao là 29. Chạy nó dễ bị chạy mà không sao nha anh chị. Rồi mã số này là C51 250 em bao ship. C52. Giấy Mỹ C52 ha. Này nó có bị tước ở đây lâu rồi nè. Hoành nó 21,5, chiều cao nó là 27. C52 250 em bao ship. C53.
hoành 15, cao là 25, trời non sẽ bị dập gãy khi vận chuyển nha anh chị. Thôi chạy đây xíu nữa. Rồi mã số xe 53, 200.000. C54, 54, hoành nó 16, chiều cao là 30. C54, 300.000, em bao ship. Mã số C55, anh chị nghe kỹ cái mã em đọc nha. Hoành nó 17,5, chiều cao là 45. Rồi chạy đây nè chị ơi. Rồi mã số C55, 200.000, em bao ship. C56, hoành nó là 13, chiều cao gì là 30, dài quá em tỉ bớt nha. Rồi mã số C56, 200.000. C57, cái trò này có thể bị giật gãy nha anh chị. Hoành nó là 16, 15,5 thôi, chiều cao nó là 32, cho tới mặt bầu. Rồi C57, 300.000, em bao ship. Em kính chào cô chú anh chị ha. Đam mê cây cảnh cũng như cái loại sam trái nha. Hôm nay em còn một số giống sam trái, còn lại một mớ cây thôi anh chị ơi. Cho đó em xin giao lưu giá rẻ cho anh chị chơi ha. 6 cây, em giao lưu với anh chị là 6 cây, giá chỉ là 150.000, em bao ship. Đó, bao ship cho mình luôn ha anh chị. Tiền ship cũng cỡ 70-60.000 nha anh chị. Nói chung giá rất là rẻ cho anh chị chơi luôn ha. 6 cây đó, chỉ 150.000, em bao ship cho mình đó. Cây thì em nói với anh chị ha, cây thì nó đã sống khỏe trong cái chậu này cho mình này nè, cũng lúa rễ ra chân nè, cái đó anh chị yên tâm ha, cây này nó sống khỏe. Cái thứ hai nữa là cái thân của nó thì cỡ bằng đầu đũa ăn đó, thì mình nói cho anh chị biết trước ha, cỡ đầu đũa ăn. Thì giá của nó là 6 cây, em giao lưu với mình là 150.000, em bao ship. Cái loại này sai trái dữ lắm nha anh chị. Nó sam trái. Em bảo hành cho anh chị là sam trái 100% nha. 1 đình 2 luôn ha. Đó. Này cái cây của nó dưới gang tay nha anh chị, cả 10 phân nha. Đó, rất là đẹp ha, mình về chơi cây mini hoặc là tiểu cảnh gì đó anh chị. Em này em bán em bao ship cho mình luôn là 10 cây, em thấy là 6 cây. Là 6 cây nha, là chỉ có 150.000, em bao ship cho mình luôn. Em còn mớ đây, không bán lấy mấy cây em bán hết rồi đó. Chỉ còn lại mớ này thôi anh chị ơi, em để xả giá rẻ cho mình chơi luôn ha. Đó, anh chị xem kỹ ha. Là dưới một gang tay, hoành thân của nó là cỡ đầu đũa ăn thôi. Đó, đây. Mình xem ha. 150.000 em bao ship. 6 cây mà chỉ 150.000 thôi anh chị ơi. Đó, mình chơi tiểu cảnh này kia, chơi cây mini hay vô chậu mini cực kỳ đẹp nha anh chị. Đó, loại này là sai trái lắm. Này là có trái hết rồi nha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, mình vô chậu mini mình chơi thôi, làm tỉa rồi ha. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Rồi, 6 cây thì chỉ có 150.000 mà bao ship luôn nha anh chị. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753876 nha anh chị. Số điện thoại hoặc Zalo cũng được nha anh chị. Rồi em xin chào chú anh chị ha.